Thưa quý vị, một thông tin đang làm rúng động các du học sinh Việt Nam ở Úc là sáng nay, 317 du học sinh Việt tại Úc đã trình báo đến các cơ quan chức năng về việc họ là nạn nhân của vụ lừa mua vé máy bay dịp Tết với số tiền lên đến trên 400.000 đô la Úc, tương đương với hơn 6 tỷ đồng. Số vé này được cho là lừa đảo của hãng Vietnam Airlines. Sự việc đang được các cơ quan chức năng nước sở tại khẩn trương làm rõ. Toàn bộ số vé được mua qua đại lý Vichen. Sau khi phát hiện sự việc, Hội Du học sinh Việt Nam ở Úc đã làm đơn đề nghị Cảnh sát Liên bang Úc vào cuộc điều tra. Trước sự việc nghiêm trọng này, vào lúc 19 giờ hôm nay, phía Vietnam Airlines đã ra thông báo khẳng định Vichen không phải là đại lý chính thức có hợp đồng thương mại với Vietnam Airlines. Theo đánh giá của Cảnh sát Úc, việc mua bán giữa khách hàng với Vichen là các giao dịch dân sự giữa các cá nhân không liên quan đến Vietnam Airlines. Cảnh sát khuyến cáo các nạn nhân đưa vụ việc ra cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để đòi lại quyền lợi. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Vietnam Airlines một lần nữa khuyến nghị các giao dịch mua vé chỉ nên thực hiện tại website www.vietnamairlines.com. Phòng vé hoặc đại lý được ủy quyền của Vietnam Airlines có đăng ký kinh doanh hợp pháp tại các nước sở tại. Tránh các hành vi gian lận thương mại không mong muốn. Khi có vấn đề gì phát sinh, đề nghị liên hệ trực tiếp với văn phòng chi nhánh Vietnam Airlines tại Úc, số điện thoại +00 612 9285 4700. Thưa quý vị, theo nhận định của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney thì đây là một vụ việc nghiêm trọng với nạn nhân chính là du học sinh của Việt Nam tại hai thành phố lớn nhất nước Úc là Sydney và Melbourne. Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney cam kết sẽ hỗ trợ người bị hại về mặt pháp lý và truyền thông, trong khi cảnh sát Úc cũng đã vào cuộc để điều tra. Qua trao đổi với các bạn du học sinh tại Úc và những thông tin được các bạn trao đổi trên diễn đàn của Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, chúng tôi đã có thêm các thông tin về người có nick là Vichen này. Theo người có nick Trang Anh Ngọc Trần chia sẻ trên diễn đàn của Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc, và người này tự nhận là người quen biết Vichen từ lâu, thì Vichen tên thật là Lê Mỹ Trúc, địa chỉ ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Gia đình kinh doanh, có một người em gái cũng đang học ở Úc và có một con gái 1 tuổi. Cũng theo người này thì Vichen trước đây từng có những vấn đề như vay mượn tiền không trả hoặc mượn danh người khác để vay tiền. Theo nick Thùy Đinh Linh thì Vichen có một người gì đang sống tại Sydney. Một nick khác là Ngọc Phạm cũng chia sẻ hình ảnh về Vichen trước khi tài khoản Facebook của người này bị khóa và khẳng định chắc chắn Vichen là Trúc Lê, hoặc ít nhất hai người này cũng có mối quan hệ khăng khít bởi đã từng gặp Trúc Lê ngoài đời để nhận vé trực tiếp. Thưa quý vị, và để biết rõ hơn về vụ lừa đảo nghiêm trọng qua mạng Facebook liên quan đến nick Vichen, chúng tôi sẽ thực hiện cuộc trao đổi với một số bạn du học sinh tại Úc, cũng là những người đã mua phải vé máy bay giả của người này. Xin chào Cường, bạn có thể cho biết là bạn đã mua vé của Vichen như thế nào được không? Em trước đây đã từng mua vé Vichen là lần đầu tiên là cho ba mẹ em qua du lịch bên Úc. Lần kế tiếp là lần này là để em mua vé về Việt Nam thăm gia đình. Thì lần đầu tiên thì mua vé cho ba mẹ thì cũng có trục trặc một tí xíu là cái vé nó không có được giống như là mình mong muốn, là mình phải trải, phải chờ trong 2 tuần thì mới có vé, nhưng mà cứ hẹn lần lượt như vậy. Vậy thì bạn biết đến Vichen qua kênh thông tin nào? Em biết Vichen thì qua một cái page của trên Facebook, đó là cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Úc Châu. Thì em cũng biết do là bạn bè giới thiệu thôi, chứ em thật sự cũng không có biết nhiều về Vi lắm. Thì cứ đa phần thì thông tin là chỉ trao đổi bằng miệng qua cái inbox của Facebook thôi, và tiền thì trao đổi nhau thì cũng qua bên cái chuyển tiền bằng tài khoản thôi, chứ cũng không biết Vi là ai. Vâng, xin được cảm ơn Cường, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một bạn du học sinh khác. Chào Như, bạn có thể cho biết tình hình hiện nay tại của các bạn du học sinh ở Úc mà đã mua vé của Vichen hiện nay như thế nào được không? Hiện tại bây giờ du học sinh Úc thì có các bạn đang rối lắm vì không tìm được vé về Tết sắp tới và bị lừa một số tiền cũng khá là lớn so với du học sinh. Thì các bạn cũng đã viết báo cáo tới cho công an và ngân hàng cũng như Vietnam Airlines, nhưng mà thông tin mới nhất thì công an vừa vào cuộc và đàm phán với lại Vietnam Airlines, nhưng mà vẫn chưa có kết quả, vẫn chưa đi tới kết quả cuối cùng.
Bên cạnh đó thì các nhà hảo tâm cũng đóng góp là cho các bạn du học sinh, những bạn nào đã trả nhà để về nghỉ Tết, để có chỗ ở hiện tạm thời trong vòng 1-2 ngày đến 1 tuần. Vậy thì sau khi Nick Vi Trần biến mất thì các bạn đã có những cái thông tin gì về người này? Sau khi sự việc vỡ lở ra thì có rất nhiều bạn đã nói trên diễn đàn du học sinh là họ nhiều lần gặp và trao đổi vé với lại một người tên là Trúc Lê chứ không phải là Vi Trần. Và có nhiều bạn sau khi muốn hoàn trả lại tiền vé vì không muốn đi vé đó nữa thì người đứng tên tài khoản trả tiền ngân hàng không phải là tài khoản tên là Vi Trần mà là tài khoản tên là Trúc Lê. Vâng, xin được cảm ơn Như với những thông tin mà bạn đã chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, cho đến lúc này thì nhà chức trách Úc vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định chính thức Vi Trần có phải là người tên là Trúc Lê hay không. Trong thời gian vụ việc đang tiếp tục được điều tra thì lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney khuyến cáo các bạn du học sinh không nên chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.